I got candles at school. Okay. Hello, mister. Today I'm making my mum broke. Hello, mister. Today I'm making my mum broke. Rồi con bỏ rác đi. Con tháo ra thì con phải bỏ vô rác. Bỏ đây. Sao không đợi về nhà lấy ra mà ngồi đây lấy ra vậy? Sao better? Sao điện do pizza? Đây đây bỏ rác. You have no pet, but I have a pet. Đây, oh my god. Oh my god, OMG. Nè con bỏ rác đi. Bỏ rác. Dí cái trắng trắng này luôn chứ mà lấy đó, cầm đây hết, này bỏ vô cái tách. Bỏ vô cái tách hết đi. Rồi cái đó bỏ ra. Đem qua. No, later tell him to cut the box off it, guys. You have to put everything in the bin, please. So exciting. No, đi bỏ rác rồi đi qua đi ăn là bà nội. Nhớ lắm. Bà nội là gì không? Grandmom á. I call you grandma. Nhanh lên. Bỏ rác trước đi bà nội. Bà nội. Oh good. Trời ơi tôi mua vé số nè. Vé số Úc nè. Coi chiều nay có trúng không này. Trời ơi thôi tôi không dám coi. Tôi coi cái tôi xỉu. Đi đi. Don't say that word, I don't like it. You don't say stupid thing, stupid thing, I don't like it. Còn gì xấu trong đó không? Bỏ bỏ vô là lấy không được đó. Rồi đi vô lên. Lấy cái chai rửa tay đi. Chùi tay đi. Vô rửa tay đi. Bỏ vô túi tôi rồi. Vé số Úc đây. Trời ơi quậy quá. Muốn cái gì vậy? What is that event? What's that for? Trời ơi nó mua cái gì quá trời mua luôn nè. Bởi vì mấy người mà hỏi như sao biết. Nó tiếp xong rồi á mình phải trả tiền á, đâu có biết được đâu. Nè con bỏ vô thùng rác đi. Thank you Vivian for toy from mom, this beautiful, I love it. And I love this flower too. Cái này gọi là this is lotus flower. They call hoa sen. Nói đi. Nói tiếng Việt đi, hoa sen. Hoa, bông hoa. Sen, hoa sen. Nói đi, hoa sen. Nói đi. Đúng rồi. Hoa sen là lô thích á, mẹ thích hoa sen với hoa hoa sunflower. Ủa bà điệu. Tôi thích, Lucy thích sunflower and lô thích flower, that's my flower. That's why I got this book, this only to reading á. Giờ đi qua bên đó đi ăn. Nhà mình cái thấy không, cái quán gì cũng có nè. Từ quán Úc, cái quán pizza nè, quán xe mít cà phê nhà hàng. Chicken ray, chicken chip, nói chung là không có ồn ào như ở city, mà muốn ồn ào thì ra ngoài city. Hồi đó Lucy ở ngoài city á, trời ơi nó ồn kinh khủng luôn. Quý vị, chỉ cần bay thấy không, chỉ cần bay là bay. Có nhiều à, quán Thái Lan ở bên đó nữa thấy không quý vị, quán Thái rồi đó. Thái. No, thank you. Don't, I need to put it in my case. Okay, you rock, case. Sư quậy bụng bự. Is that your big belly? Con đi qua shop đối diện để mua cái mấy cái gì mà mình thích á. Thì hôm nay Lucy sẽ mua cái này. Cái khay nhé, nước sốt này. Lucy sẽ thích mấy cái này. Trong khi đợi tính tiền Lucy sẽ qua đây. Lucy thích mấy cái này đúng không nhỉ? Ở đây dành thôi chứ không có sử dụng. Đọc, con này đọc. Con cho đi lên đọc. Con đi lên đọc, cái nhỏ nhỏ. Con cho đi lên đọc. You buy for me? Bà đi chọn đồ lắm.
đẹp không? Yeah, that's exactly the area. Nhưng mà I wonder the look where the mirror. Còn những món đồ cho tâm hồn của mình. Feel your heart, feel your soul, feel your love. Lâu lâu đi sắm những cái đồ mà mình yêu thích đúng vậy. Mình nó đẹp. Có con gà không đi em? À, đi mua con gà với con rồng á. Thank you.
Lucy xin chào khán giả khắp bốn phương trời. Lucy xin chúc tất cả cả nhà đều thật là có nhiều sức khỏe và an nhiên tự tại trong cuộc sống. Say hello. It's Vivian. What are you doing? Cái cọng này ngon quá ha. Ăn rau nhiều lắm nha. Hello, 2 minute noodle. What's up guys, it's Vivian back. And today we're eating noodles and waffles. My mom eating different food. We'll be right back.
show you around. And tell me how they got that pretty little face on that pretty little frame, girl. But let me show you around. Đây là cái organic shop ở dưới xóm Lucy á. And tell me when to Vivian. Từ nhà Lucy đi qua cái organic này làm một hai phút đi bộ gì đó. Cái quán này là bán được organic không? Bán gạo organic, bán này bán kia.
Thì Lucy rất là thích cái chỗ mà Lucy sống á. Nó gần trường học tiểu học, Vivian đi bộ đến được luôn. Bởi vì Vivian nó thích đi xe bus với bạn á. Tại vì có mấy người ở xa thì họ phải đi hoặc là bận đi làm thì gửi con đi xe bus, school bus á. Đây là Romery nè quý vị, ăn rất là ngon. Nấu ngon dữ lắm. Hái về để mình ăn, mình nấu spaghetti hay gì đó mình bỏ vô. Bây giờ Lucy đứng chờ cappuccino. Cái shop này của cô người Đức á, mà cô sống ở Brisbane, ở Úc lâu rồi, cô sống ở City á. Bây giờ cô vô đây, cô mê ở đây luôn, cô mở ở này luôn. Cô sống ở City. À, hồi nãy cô kêu tên Lucy, ai cũng biết Lucy hết trơn. Tại vì Lucy thích cappuccino Ý á, Lucy hay uống á. Chứ thường người châu Á mình thì cũng uống đồ ở nhà thôi à, tiết kiệm. Ida, you can put it in spaghetti. You can put it in spaghetti. What the heck? Mấy bạn của Lucy ở Indonesia cũng lấy chồng Úc, thường là lấy người châu Á lấy chồng Úc thì mới ở đây. Đây, thấy không, trái bí rợ nè, mà mắc tiền lắm nha. Organic thì thường mắc tiền nha quý vị. The organic shop, organic cafe. Ida, this is very nice too. Beer. Beer juice. Pear. Pear. Sorry, I'm thinking about beer. They're not beer. I'm thinking about. We have I already paid. I only paid cafe for you. Yeah, thank you. No worry. Thank you for let Vivian sleep over. Nhà cô. Can sleep over, okay. 1-4, and he just took on. Some guy crazy. I'm here. Huh? Okay. Nè cái mask nè, nứt nứt. Organic nè, Canadian nè. Organic mực ong đó quý vị. Thấy không, dễ thương không? Dễ thương không quý vị? Organic soap from the Europe friend. I can't living without man. I cannot living without coffee. Thank you. Is it mine? What's that? $17.90 a kilo. Oh, kilo. She from Gold Coast and see Moon here and she love here. And her kids school with Vivian. Jeez. Exercise. My neighborhood. Thank you.
in the back. Right in the back. Thì quậy ghê chưa? Đi phơi nắng được rồi, phơi nắng sáng giờ phơi nắng chiều. Thôi đi về coi. Xin chào quý vị yêu mến. Savage love, did somebody, break your heart? Looking like an angel body, savage love. When you kiss them, get too far.
house is ready. So we service. Just beautiful. Everyone. Over there. Later. Sushi bar. There's how many people there? Four. No, five. Eight? Actually, no, four. Yeah, four people. Nó giống ai đây? Giống bà Vy Ven ở nhà bà la hét vô điếc đầu tụi nè, điếc lỗ tai rồi bị gì ta? Bị gì? Điếc lỗ tai với bị gì mẹ? Lioness hả? Con sư tử cái it's hả? Ai cắt tóc cho Vy Ven đẹp quá. Mommy hair, cut Vy Ven hair beautiful, amazing. Mommy hair, mommy can do everything. Mommy so cute. Trời ơi, cái này nào đi đánh golf, golf nè, tôi đi tôi treo nón nè. Cái xe này đánh golf. Vivian đánh golf mà Lucy thích coi người ta đánh golf. Lucy quá thích chơi golf. Thích coi người ta đánh mà. Không thích chơi. Có những cái mình đâu có thích chơi đâu. Thích coi thôi. Đây, bà Vivian bà coi, bà ở nhà, bà không đi học là bà quậy cho tan nát cái lỗ tai tôi với lại cái làm cho mình rối loạn tiền đình luôn á. Con sinh tháng 8 là sư tử, nó mạnh mẽ lắm. Ai sinh tháng 8 thì cung sư tử rất là mạnh mẽ. Gọi là Lioness, nó mạnh mẽ lắm. Nó tự tin mạnh mẽ. Quậy thấy sợ mệt mà, tôi mệt mà. Nào nó đi học là nó la hét ấm sầm lên. Nên nó nói là, này là tên nó. Đây muốn sách về đó. Đây này, nè. Very noisy bear. Very noisy bear đó, nó hát, nó nhảy y chang luôn. Cầm cái đàn hát nè, y chang bà Vivian luôn. She sing all the time, same with her. This, when she bring this book and she say, Mom, it's me. Đó, khi mà nó đem cái cuốn sách này về, cái nói mẹ con nè mẹ. Thấy con quậy không? Đàn ca hát sướng suốt ngày âm sầm kéo bạn bè tới nhà rồi cuối tuần thì đòi đến nhà bạn ngủ.